Vừa mới ra khỏi nhà đã thấy người ta xếp hàng test Covid rồi. Mình cũng phải test Covid rồi người ta mới cho ra đường. Hi, nhờ, xin chào mọi người, mình là Chu Chu. Phở Việt Nam trong lòng Hàng Châu và cả trong lòng mình nữa. Ở nước ngoài nhưng được thấy tiếng Việt, hình ảnh Việt Nam, mùi vị của Việt Nam, cảm giác nó thân thuộc. Mặc dù là lần đầu tới đây, mình ôm hy vọng là sẽ gặp được người Việt Nam và tới đây. Nhưng mà hỏi thì mới biết là ông chủ này là người Trung Quốc. Ở Việt Nam sống nhiều năm vì mê ẩm thực Việt Nam cho nên là về đây mở quán. Đầu bếp và nhân viên phục vụ đều là người Trung Quốc. Có nón lá luôn nè. Long Fan. À quên, cái bài này không phải là của Việt Nam. Có cả cà phê, mùi vị đúng là cà phê Việt Nam nha. 朋友们，我给大家介绍一下， 这是越南粉， 是越南百年经典美食， 奇独到而特别的味道。 粉在越南大名鼎鼎， 并且在世界多地广受欢迎， 有机会可以尝试一下哦。 Thì cũng ngon nhưng mà không ngon bằng ở Việt Nam. Thông cảm thôi, đầu bếp là người Trung Quốc mà. Người Trung Quốc rất là ít khi ăn chanh, cho nên là đầu bếp cắt chanh kiểu này cũng dễ thông cảm thôi chứ hả. Giờ mới để ý hả cái chai gia vị. Rủ luôn. Ý gì đây hả? Ý là bảo mình ngứa. Phở mùi vị tạm chấp nhận được thôi. Chị nhân viên bảo là nhìn mình giống như là minh tinh, cho nên là mình nghĩ phục vụ tận tình chu đáo đó. Thêm cái là phục vụ có mắt thẩm mỹ. Bánh mì Việt Nam. Việt Nam bánh mì. Cho cả bánh mì thì nhau chẳng sư ô. Bố chẳng sư khuấy khờ sư ô. Nghĩ sao mà đưa mình bao tay để mà ăn bánh mì. Người Việt Nam ai dùng bao tay. Thôi cất đi để bảo vệ môi trường. Cầm bánh mì trên tay mà rưng rưng nước mắt. Lâu rồi không có được nếm thử mùi vị này. Cảm giác khi đi học lại ùa về. Vì ngày xưa đi học thì thường chọn bánh mì làm đồ ăn sáng. Chỉ khác một điều là khi ăn bánh mì này mình cảm giác đau lòng vì một ổ bánh mì như vậy mà 39 tệ luôn, khoảng 150 Việt Nam đồng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng thấy xứng đáng. Xứng đáng hơn cái tô phở kia. Cái tô phở kia khoảng 220k lận. Còn bánh mì thì thiệt sự nó ngon thiệt nha. Mấy anh chị xem giúp em là cái avatar của em á, gần cái ổ bánh mì á, có cái dấu cộng không? Có thì ấn vào cái dấu cộng tắt giùm em nha. Em cảm ơn.